Xin chào các bạn, sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết review ở trên Chip. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ tải ứng dụng này về điện thoại của bạn. Sau đấy thì các bạn sẽ vào Gmail. Và các bạn thêm tài khoản. Thêm tài khoản này là các bạn sẽ đưa cho khách để khách tự đăng nhập cái Gmail của họ vào đây. Sau khi đăng nhập xong, bước tiếp theo các bạn sẽ vào Chip để giao diện của nó. Các bạn ấn vào đây, các bạn thấy tôi đăng nhập, các bạn ấn đăng nhập, các bạn ấn Google. Rồi, đấy, các bạn thấy là cái Gmail vừa đăng nhập xong thì nó đã đăng nhập rồi. Bước tiếp theo các bạn sẽ vào phần đánh giá. Rồi, các bạn sẽ nhập, khi này thì các bạn sẽ nhập đúng và đầy đủ tên của câu lạc bộ mình để không bị nhầm lẫn với câu lạc bộ khác. Đây các bạn có thể thấy là khi các bạn nhập như này thì các bạn sẽ thấy sẽ ra kết quả, và kết quả đầu tiên ở bên trên là của câu lạc bộ mình. Kết quả thứ hai là không phải câu lạc bộ mình, nó tương tự như các bạn yêu cầu các bạn nhập đúng đầy đủ tên của câu lạc bộ mình thì sẽ ra kết quả đầu tiên, và mình kết quả đầu tiên. Đây, các bạn sẽ thấy rằng là ở đây sẽ có 5 đánh giá, thì lúc này các bạn sẽ đưa điện thoại để cho khách để khách đánh giá. Thì đây các bạn thấy là có đầu tiên là 5 vạch, đây là mấy sao, 5 sao, 4 sao, tùy khách đánh giá, tháng thông quan, tháng 1, tháng mình đang thông quan, lời ghé thăm thì khách ghé thăm một mình hay là cặp đôi bạn bè, thì cái này là tất cả là khách đánh giá. Cái tiêu đề này chính là cái cảm nhận chung của khách, thường viết ngắn gọn thôi, còn cái đánh giá là cái đánh giá chi tiết cái cảm nhận của khách. Sau đây các bạn sẽ ấn gửi. Đó, sẽ gửi. Sau khi gửi xong thì ở phần thông báo các bạn sẽ được thông báo như này, đó là đánh giá của bạn về cái trang của mình. Đây là nãy mình đánh giá một cái trang khác đã được gửi thành công và hiện đang chờ phê duyệt, tức là mình đã viết xong rồi, chỉ cần đợi Chip nó phê duyệt nên là xong. Đó, đó là tất cả những cái bước để mình viết một cái review ở trên trang Chip. Okay.